Chào mọi người đã đến với kênh nhà Mai Đông Thịnh. Website là nhà maidongthinh.com. Mọi người có thể vào web của mình để tham khảo hoặc đặt mua nhiều sản phẩm của kênh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt một đồ bộ mặt nhà cho người lớn tuổi. Mình hướng dẫn kiểu này thì có thể mọi người là ai là chỉ không cần có kinh nghiệm về cắt đo thì mình cũng có thể cắt được một bộ đồ bộ mặt nhà ha. Đây là bộ đồ có sẵn, bộ đồ mẫu có sẵn, mọi người có thể chọn một đồ mẫu mình thích có sẵn là mình lái lại số đo và mình may, mình không cần phải tính cắt theo công thức hay cái gì ấy. Trước tiên là mình lấy số đo của quần ha. Quần này chiều dài là 75. Và vòng đáy quần này là quần đáy trước cũng như đáy sau, do đó mình lấy một phần một bay đáy thôi ha. Đáy này là dài đáy là 35. Dài đáy 35. Ngang đáy cũng 35. Và phần ống. Ống 26. Rồi mình sẽ đo phần trên lưng thun này ha. Mọi người sẽ kéo phần thun này ra. Thấy phần này ra là sẽ được 56. Đây phần lưng này là mọi người kéo thẳng hết thun này ra thì mình sẽ đo được 56. Và phần thun để biết là thun lúc mình bỏ vô là tổng thun bao nhiêu thì mình sẽ đo phần thun này ha. Thun này là 33. Lúc mình bỏ thun vào là mình sẽ thun là 33, là có nghĩa là nguyên một dòng thun là 66, là mình cắt cộng thun là 66. Còn mình cắt lưng là 356. 1/2 lưng là 56. Vậy là mình đã xong, lấy xong số đo của quần. Tại vì quần này là quần 4 thăng, quần 2 thăng và quần kiểu rộng thì mình chỉ lấy số đo đơn giản là vậy thôi ha. Bây giờ mình qua áo. Đối với kiểu cắt này thì mình sẽ không có cần phải đo đi cơ thể người và mình cũng không cần phải có kinh nghiệm cắt may cắt gì hết. Mình chỉ cần biết may sơ sơ là mọi người có thể là may được một đồ mặc nhà cho người lớn tuổi hoặc là mình cho mình mặc nhà cũng được ha. Đối với áo thì mọi người sẽ đo từ đây. Những thân áo trước đây mình đo xuống mình lấy chiều dài. Chiều dài là 58. Dài áo 58. Mình đo kích. Kích là mình đo từ chỗ vòng nách này mình đo qua ha, chỗ dưới nách mình đo qua 28. Và mình đo kích ở dưới mông này là bao nhiêu, mình lấy y là bấy nhiêu. Này là 31. Kích dưới mông là 31, kích ngực là 28, kích mông là 31. Là mọi người kỹ thì mình có thể lấy đường kích eo này luôn nha. Nhưng mà đối với áo này thì áo cho người già cho nên mình không cần thiết là phải eo lắm, do đó mình không cần lấy số đo eo. Còn đối với bộ đồ mà ôm hoặc là bộ đồ mình mặc cho nó đầy đủ số đo nó sát thì mình sẽ lấy đầy đủ hết nha. Và mình sẽ đo kích đằng sau của áo này là bao nhiêu rồi? 56. Tiếp theo thì mọi người lấy cho mình số đo gì vậy? Số đo vòng nách ha. Số đo vòng nách. Tiếp theo là mọi người sẽ đo cho mình vòng nách. Nách trước là 24. Nách trước 24. Nách sau. Nách sau thì mình sẽ đo nách sau ha. Nách sau là 26. Và dài tay, mình đo phần dài tay. Dài tay là 42. Mình sẽ đo phần cho mình một phần nữa là phần ngang nách. Đây gọi là
Tiếp theo là mọi người sẽ lấy cho mình một số đo nữa là đai đường này gọi là ngang nách. Ngang nách này là 21. Ngang nách này là 21, mình lấy đo là ngang nách 21. Và đây là phần gọi là phần cửa tay 16. Cửa tay là 16 ha. Rồi vậy là mình đã lấy đầy đủ số đo nha. Nách, chiều dài áo, kích trước, kích sau và kích ngực, kích eo, kích mông. Và đây là phần cổ. Phần cổ đó với áo này thì áo người lớn tuổi, do đó là cổ nó rất là ôm. Mình chỉ đây phần cổ trước là 12. Phần cổ trước là 12. Phần cổ sau, tại vì cái màu áo này nó đen này, phần cổ sau là 20. Cổ sau, cổ phía sau là 20 và phía trước là 12. Phía trước một phần phía trước là 12, còn nguyên vòng cổ sau là 20. Rồi bây giờ là mình bắt đầu vào cắt ha. Đây là miếng vải của mình, là miếng vải khổ lớn 1m6. Do đó là mình bây giờ mình sẽ cắt trước ha, mình cắt mình sẽ sắp đôi vải lại. Và thì mình chỉ cắt một lần là sẽ được một quần này nha, tại vì khổ này khổ lớn thì mình không cần phải cắt là hai lần ống quần. Quần này quần khổ lớn, do đó mình xếp đôi lại là mình cắt một lần là được một quần luôn ha. Đây. Mọi người sẽ xếp đôi lại cho mình luôn. Lúc nãy mình đo ngang đáy là bao nhiêu ạ? Mình đo ngang đáy là 35 đúng không? Vậy mình đo đây mình thấy đầy đủ, vừa đủ 35. Thì mình sẽ để y nguyên như vậy ha. Giờ mình sẽ cắt đầu tiên. Quần này là quần có thun 2 phân, bỏ thun 2 phân, do đó mình sẽ chừa đường này 3 phân để mình dắt sổ rồi nữa để cho nó thông thả ha. Mình sẽ chừa 3 phân. Nhưng mình bỏ thun là mình bỏ thun 2 phân thôi nha. Chiều dài quần. Chiều dài là 75, mình cũng lấy xuống 75. Chừa 2 phân lai nữa. Ống lúc nãy là mình đo là 26. Giờ mình cũng lấy 26. Hạ đáy lúc nãy là mình đo là bao nhiêu ạ? Vòng đáy lúc nãy mình đo là 35. 35 thì mọi người hạ cho mình 33 nha. Vòng đáy 35 nhưng mà mọi người sẽ hạ cho mình 33. Ngang đáy 35 thì mình để nguyên 35. Ngang đáy 35 để nguyên 35. Từ đây xuống 33 là mọi người sẽ chia ra mình là 3 phần. Lấy từ tỉ này xuống là 2/3. 2/3 là được 22 ha. Ở trên đây xuống lấy là 2/3 của đường này là được 22. Lúc nãy mình đo mình kéo hết thun ra là mình đo là bao nhiêu? 56, 56, 56 là 1/2 là 56. 1/4 là được 28. 56 chỉ đâu là được 28 nha. Mình sẽ mình lấy cho mình 28.
Lúc nãy mình kéo hết thun ra là mình đo 56, mình chia đâu là được 28. 28, 28 thì đang người lấy cho mình 29. Ở đây 28 thì mình lấy đi 29 ha. Nấu hai đường này lại với nhau. Rồi mình sẽ kẻ được đường đáy. Và từ đường đáy này mình nấu xuống đường ống. Đường này là mọi người sẽ giảm vô từ 0,5 đến 0,1 ly vô mình. Đường đáy này mình sẽ giảm vô 0,5 đến 1 phân ha. Kiểu quần này là kiểu quần ống rộng, do đó mình không phải xác định đường vế này nha, mình chỉ đo tay xuống ống thôi. Vậy là mình đã vẽ xong. Mình không quần bây giờ mình sẽ cắt. Đường đáy và đường sườn này là mọi người có chừa cho mình 1,5 đến 2 phân này, còn đường lai là mình cắt sát. Lúc nãy mình đã chừa đường mai này, vậy là mình đã cắt xong phần quần ha. Bây giờ mình qua phần áo. Bây giờ mình cắt phần thân áo. Áo thì mình cũng xếp đôi ha, xếp đôi bề mặt bên trong, bề trái ra ngoài. Số đo dài áo này là bao nhiêu? 58. 58 trừ 2 phân lai nữa là 60 nha. Chừa này cho mình là 5 phân. Nách này là bao nhiêu? Nách này là 24. Nách này là 24 thì mọi người sẽ hạ nách cho mình là 20 20 có bao nhiêu đây, cái này là hạ nách. Vòng nách trước này là 24 thì mọi người sẽ hạ cho mình là 22. Hạ nách là 22 nha. Và hạ eo áo thì đó, đối với áo này là người cũng thấp, do đó là mọi người sẽ hạ eo cho mình là 37 thôi. Hạ eo 37. Rồi vậy là mình đã được xong các đường ngang. Bây giờ mình tính ngang vai. Lúc nãy là mình quay đo. Mình quay lấy ngang vai của áo mão ha, bây giờ mình là mọi người lấy thêm cho mình là phần ngang vai của áo mão nữa. Ngang vai của áo mão này là bao nhiêu? Vai thì mình đo từ đầu vai bên này qua đầu vai bên kia nha. Ngang vai này là 36. Ngang vai này 36. 36 mình sẽ chia đâu là được 18. Hạ xuôi vai 4 phân. Đối với áo nữ thì mình sẽ vào cổ là 6,5 và xuống cổ cũng 6,5 ha. Người sẽ vẽ phần cổ căn bản trước cho mình đi. Kích này là lúc nãy mình đo kích ở đây áo mão là bao nhiêu ạ? 28. 28 thì giờ mình cũng lấy nguyên 28. Từ đường này vào nha, từ đường này vào, đường này vào là 28, được tính từ đai nha, mình không có tính từ đường biên vải nha. Tính từ đường này này vô là 28. Lúc nãy là đường ngang vai là 18 thì mọi người sẽ lấy đường xiên nách cho mình là 15. Vẽ được đường xiên nách ra, mình sẽ chia đâu đường này ra 18 là được 9. Mình sẽ vẽ được đường vòng nách trước.
Rồi mình sẽ kiểm tra lại đường đất này là bao nhiêu. Hai mươi sáu thì nhưng mà lúc nãy là mình đo là chỉ có 24 thôi đúng không? Vậy thì mình sẽ giảm đường này lại, giảm đường hạ nách này lại một chút xíu đi ha. Mình giảm đường hạ nách này một chút xíu đi. 17. Vậy là mình được 24. Vậy là thay vì lúc nãy là mình hạ xuống là 23 thì giờ 22 thì giờ mọi người hạ xuống cho mình là 21 thôi nha. Mình chỉ cần hạ xuống 21 là đủ bằng nách là 24. Đây, vậy là mình sẽ lấy vòng nách đây nha, 24. Rồi kích lúc nãy là bao nhiêu? Kích là kích ngực là 28, nhưng đối với áo này thì người ta không có mặc ly, áo này người lớn tuổi thì mình không mặc ly, thì mình sẽ đây 28 thì mình chỉ làm đây là 27 thôi. Mình đánh eo vô chút xíu thôi, mình không cần phải eo nhiều và mình cũng không chích ly. Nếu bộ đồ mão của mọi người mà có eo nhiều hoặc là chích ly thì mọi người sẽ đo kỹ phần eo này nha. Còn đây là người lớn tuổi, do đó mình cũng không cần phải đo cái phần eo này. Cái này 28 thì mình đây là lấy 27, mình đánh cong vô chút xíu thôi, còn có đường bên này thì mình không cần. Và đường mông là kích mông là 31 thì mình vẫn lấy nguyên là 31 nha. Rồi mình sẽ vẽ được sườn áo thân trước, mình sẽ đánh cam đường này nha, đánh cho nó an. Và áo này thì áo lai hơi ngang, lai ngang, do đó mình chỉ giảm phần sườn này là 1,5 đến 2 phân thôi, lai ngang. Còn phần cổ này mọi người ra cho mình khoảng là 2 phân thôi nha, và xuống đây 1 phân, ra 2 phân, ra cổ này 2 phân và xuống 1 phân là mình sẽ vẽ lại đường cổ mới. Và mình sẽ cũng kiểm tra lại được bao nhiêu, đúng 12 thì mình là sẽ để nguyên như vậy. Ra đây 2 phân và xuống đây 1 phân thì sẽ được phần cổ mới. Là mình đo trước khi là mình cắt, là mình vẽ xong là mình cũng phải kiểm tra lại nó đúng theo cái số đo của bộ đồ mão chưa. Nếu chưa đúng thì mình gia giảm cho nó đúng chính xác nha. Vậy là mình đã cắt xong phần thân trước. Mình sẽ vẽ xa lại đường này cho mọi người dễ quan sát ha. Bây giờ mình sẽ cắt phần thân áo trước này. Thì mình sẽ chừa đường này là 1 phân, đường nách 1 phân và đường sườn là mình chừa 1,5 đến 2 phân. Tại vì mình chừa to để là lúc mình thích là mình có lẽ rộng chặt gì đó mình nói cho nó dễ nha. Đường lai mình cắt sát, tại vì lúc nãy mình đã chừa lai rồi. Bây giờ mình sẽ cắt phần thân sau. Bây giờ mình sẽ sang giáo thân trước ra thân sau, ra phần vai, phần ngực, phần eo, phần lai. Phần vai này là mình sẽ lấy 2 phân, lấy 2 phân cho mình ha. Lấy 2 phân thân trước, thân sau lấy 2 phân. Một vai là 1/2 vai trước là mình sẽ lấy 18, vai sau mình sẽ cộng thêm 5 ly nữa là 18,5 nha. 18,5. Và mình sẽ đo đường vai con thân trước bao nhiêu thì mình lấy đường thân con thân sau bấy nhiêu nha.
Vay con của thằng trước là bao nhiêu nè? 10. 10. Vay con của thằng trước 10 thì mình cũng lấy đây là 10. 10. Và mình xuống đây là 4 phân. Sẽ vẽ được phần cổ sao nha. Nên 4 phân mình sẽ là phần cổ sao. Lúc nãy mình đo là nguyên kích của thằng sao là bao nhiêu ạ? Là 2 là 55 đúng không? 55 là 27 rưỡi. 55 thì chia đâu được 27 rưỡi thì mình lấy 27 rưỡi. Lấy 27 đi. Mình lấy 27 nha. Đây 27 thì đây là mình lấy 26. Và đây là mông là lấy 29. 29. Đối với mông thân trước là ngay chỗ này thì thân sau là mình sẽ giảm lên 1 phân. Thân trước là đây thì thân sau mình sẽ giảm lên 1 phân. Rồi mình sẽ kẻ được đường lai của thân sau. Bây giờ là mình sẽ vẽ đường sườn của thân sau. Mình sẽ đánh cam đường này lại nha. Đường xiên lách thân sau vai là 18 rưỡi, thì xiên lách thân sau là mình sẽ lấy 17. 17 là nhỏ hơn đường ngang vai 1 phân rưỡi. Mình sẽ được đường xiên lách thân sau. Mình cũng chia đâu đường này ra và mình vẽ được đường vòng lách. Thì lúc nãy là mình vẽ vòng lách thân sau là mình đo là được 26, thì giờ mình cũng kiểm tra lại thử có được 26 không nha. Đây là đúng 26, đúng 26 thì mình để nguyên. Nếu nó chặt chưa đủ 26 thì mọi người xuống đây cho mình một chút xíu, hoặc là mình lên đường vai. Bây giờ đã đủ 26 thì mình để nguyên. Và mình đo là vòng cổ sao lúc nãy là mình đo là 20, có nghĩa là một nửa là 10 đúng không? Đây là hơn 10 chút xíu, mình sẽ giảm lại một xíu. Rồi vậy là mình đã xong phần thân sao. Cổ thì mình cắt sát nha. Vai con thì mình sẽ chừa 1 phân. Vòng nách mình cũng chừa 1 phân. Và đường sườn thì mình chừa 1 phân rưỡi đến 2 phân. Bây giờ mình sẽ cắt phần tay áo. Đây là vải dọc, mình cũng xếp đâu phần vải dọc. Lúc nãy là mình đo là đường ngang nách. Mọi người nhớ đường ngang nách của mình lúc nãy là mình đo là 21. Thì bây giờ mọi người cứ để tính đường vải thì mình sẽ tính đường này 21 thì mình làm 22, 23 gì đó nha. Rồi là mình sẽ tính vải như vậy. Sẽ đo lái sao cho nó đúng canh vải nhà đây qua ra ra đường biên sắp đâu là 25 rưỡi, thì mình đây mình lái cho nó thẳng đường canh vải nha, thẳng đường canh vải. Rồi dài tay lúc nãy là mình đo 42 thì giờ mình cũng lấy 42 và mọi người chừa cho mình 2 phân lai nữa là 44. Và phần cửa tay lúc nãy là bao nhiêu? Cửa tay lúc nãy là 16 thì giờ mình cũng lấy 16 nha. Cửa tay 16 mình để nguyên 16. Rồi đường này là bao nhiêu? Lúc nãy là mình đo vòng ngang nách của mình là 21 đúng không? Thì mọi người lấy cho mình 21, ngang qua 21. Và lúc nãy là vòng nách, nách trước là 24, nách sau là 25, là tổng cộng là 2 nách là được là nách sau là 26, tổng cộng là nguyên vòng nách của nó là 50. 50 thì 1/2 thì sẽ là 25. 25 đối với ấu nữ thì mình cũng làm khoảng là 24, đường xuyên này khoảng là 24 hoặc là 24 rưỡi thôi. Đây là đường 21 là nằm đây đúng không? Đây mình lấy là đường 21 nằm đây, là từ đường 21 này mình kẻ lại đây. Mình kẻ lại đường trên cùng này nó khoảng là 24 đến 25 là vừa nha. Vậy là nó sẽ nằm đây. 24 rưỡi, mình sẽ làm 24 rưỡi. Thì đường này nó nằm đâu thì mình cứ kẻ y như vậy nha. Nếu như 24 rưỡi nó nằm đây thì mình vẽ đường xuyên đây. Nhưng mà giờ mình đo 24 rưỡi hoặc là 21. Đó 24 rưỡi thì nó nằm ngay đây thì mình sẽ vẽ đường xuyên ngay đây.
mình tính sao cho nó đủ đường xuyên này, 2 bóng rưỡi thôi nha. 2 bóng rưỡi thì mình sẽ lấy 1/3 đường này, 1/3, 1/3 đường xuyên này, mình sẽ vẽ được nách trước, mình sẽ vẽ được vòng nách. Và từ đây mọi người cũng kẻ xuống đây cho mình, mình sẽ giảm vô đường này là một khoảng 0,5 đến 0,7 ly, giảm đường này khoảng 0,5 đến 0,7 ly. Và đường sườn tay này mình cũng giảm cho mình là khoảng gần 1 phân ha, cho 1 phân đi, mình sẽ giảm 1 phân. Rồi vậy là mình đã xong phần tay. Bây giờ mình cắt đối với tay thì mình cũng chừa 1 phân. Ở đây đầu vai này mình chừa 1 phân. Và đường sườn này mình cũng chừa 1,5 đến 2 phân. Đường tay này, cửa tay này lúc nãy là mình đã chừa, là mình cắt sát. Vậy là bây giờ đối với thân trước thì mình sẽ giảm, mọi người sẽ giảm cho mình 5 ly. Mình sẽ kẻ như vậy là mình sẽ cắt được thân trước là mình giảm. Thân trước là mình giảm 5 ly. Và mình lấy dấu thân trước nha, mình đánh xéo thân trước. Vậy là tương tự như vậy là mọi người sẽ đặt lên và cắt phần tay của bên kia, tay bên kia. Đây là một tay, bây giờ mình tương tự như vậy là mình sẽ cắt được tay bên kia. Còn đối với kiểu cũ này á thì mọi người sẽ viền cũ cho mình, có thể là mình cũ này thì lúc mình may lên là mình sẽ viền, mọi người sẽ viền nhỏ, viền tròn cũ này, hoặc là mình có thể là mình làm này, mình may này cổ này không có gì hết, đơn giản thôi, mình sẽ viền cổ hoặc là mình làm lại đắp vô trang. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách cắt một bộ mặt nhà thật là đơn giản. Cách đối với cách cắt này thì nó rất là nhanh, quần áo gì cũng vậy, tại vì kiểu này nó đơn giản, nó không có đòi hỏi phải kiểu cọ rườm rà gì hết, và nó không đòi hỏi là phải dán, nó phải chuẩn vô là người mặc, tại vì đồ này là người lớn tuổi, do đó là nó cũng đơn giản thôi. Chúc mọi người thành công, bye bye, chào tạm biệt mọi người.